Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Võ Nga Vlog. Hôm nay mình sẽ review tiếp cầu bà Đội và phần cuối hành trình gia đình mình về nhà ông bà Đội bé ăn đám giỗ nha. Mời các bạn tiếp tục theo dõi nha. Sẽ ra quay một xíu cái cầu cho mọi người xem nha. Trung học cơ sở Bình Hòa. Đó, mình leo lên rất là cao luôn rồi. Bây giờ mình leo xuống đây. Đây đi cha. Mình đi ngắm cảnh một xíu thì mình vô. Đẹp mà mình không biết là hoa gì. Đây là hoa giấy nhà anh chị Tư. Đây hoa sống đời. Thôi mình vô mình nâng hai cái trái chuối của mình. Hai trái chuối của tôi à. Cha cha. Cha cha. Ông ba bà hai đứa luôn kìa, quay mặt lại chụp hình với ba coi. À, quay mặt lại chụp hình nha. Ừ. Quay. Ông ba già ghê luôn. Không biết nữa gì. Wow, con cá bự quá. Thấy không anh? Thấy. Cái này còn nhỏ hơn cá nhà gì năm mà lần, nhà gì năm con cá cả chục ký quá. Vậy hả? Con này có nhiêu ký? 4-5 ký hả? Mấy con này nuôi lớn cái nó tự nhiên. Wow, đó. Bẹt đầu bẹt tóc dạ. Em mèo đi cắt tóc về rồi. Ủa, đẩy đi vậy không? Đẩy đi. Hả? Mẹ khả thì tự nó đẩy rồi. Nó còn cái nước thì cho tự luôn ai ai ăn đâu lấy. Mình nhớ đâu lấy. Dạ. Qua nhà tự á. Gì chị? Xoài. Kem xoài hả? Trái xoài. Xoài đâu chị? Mua hả? Chúng ta xuất khẩu. Có nhắc cũng nhớ. Xoài ngâm đá. Xoài lạnh. Anh ăn xoài không? Con ăn không? Nó không biết ăn. Ăn gì? Ăn đi. Ngượng cây được rồi chị, để hỏi tan đá ra hứng. Nghe ba bỏ xuống lần. Cầm đi. Chưa 4 giờ lên lấy nước chưa nè. Ngọt không? Ngọt mà nó dẻo dẻo. Giờ ăn nè. Anh kia ta. Dạ. Ba ăn anh không có giật gì vậy nè, chị giật cái đó lắm. Chị này chưa một răng nữa. Anh giờ tới ăn luôn. Nhà nó cũng có ăn sữa chua lạnh. Đưa bác ba. Chị ba ăn đi. Chị ba mày đau bụng mất câu lắm. Giờ lạc. Bỏ xe đi, giờ bỏ xe đi dành dành cái thứ dành được càng gì. Ngọt á, không chua. Không chua mà nó lạc lạc. Cái này ngọt mà chạy là chín luôn á hả mẹ? Hay có cái sống không? Ừ. Cái khẩu không được. Ê là cho. Đem về cũng chua từ thiện. Ừ. Ngon mà. Hai người trái vô sữa ha. Ba đông lạnh sẵn rồi đó vậy. Ba đông lạnh sẵn rồi mình cũng về bỏ. Nó gọi là cho khẩu. Dạ. Thơm nữa. Ăn nha, loại loại cái bỏ cái lạnh
Dạ, cái này em không biết ăn, chưa ăn luôn. Ai củ sắn nè. Ăn mát. Đồng. Để mẹ ăn. Mấy hai nhà phi thích. Nó lên này cái đắng. Nó gì? Củ gì? Đắt gì đó. Xanh đắt. Xanh đắt. Nên dạng như vậy. Không nữa. Ăn không được không? Rồi ăn thử là phải ăn không nha, ăn gì? Thì ai mua gì? Ăn gọt ra giống củ sắn vậy. Rồi phải dở cái chén cục 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 nhai ngọt ngọt. Nó sần sần ngọt ngọt. Ờ, nó xài cái gì vậy mẹ? Nó như vậy. Hả? Xài cái gì ăn kìa. Ăn. Đưa mấy anh em về trả nha. Cái dẻo dẻo nó còn ngon hơn mà xài kia á. Em đem về trả nó xài. Nó hết đông đá. Ừ. Bỏ vô cái cà đá. Ừ. Lấy cái đá của má này bỏ vô đi. Dạ. Em về trả ăn cà đắng nè. Nhiều quá. Mấy gái rồi ăn dứt ra. Dẻo dẻo ngon kìa. Nó khoái kìa. Nó cầm á. Thôi nó cầm thôi, nó chết cá nó vô thèm. Cá là tư. Ủa? Nằm vô rồi kìa vậy? Nó đầm đó mà. Hả? Nó bảo đầm. À nên đun chung bò luôn kìa. Nè, nó tươi nó đẩy xe vô nè. Tại có xài quá là ngon cái bộ nó dẻo dẻo. Ăn đi. Thôi. Từ gán rồi. Ăn qua nay. Hôm qua tôi bỏ vô cà đá hết chưa? Ăn qua tiếng rồi về chắc nó không bỏ ăn đá là bỏ ăn đá. Đâu đây, bỏ ăn lại nó ăn liền. Bỏ lại nó ăn. Ủa? Nhưng mà làm ăn nữa thì nào? Nó tan đá ra rồi là ăn nó nhỏ nhỏ không ngon. Làm làm cây nữa đi. Thử ăn đá vậy nè. Thôi, đá này nó ăn không hết rồi, để chưa ra nữa. Nè anh, miếng ăn miếng ăn ý, nó lặt lè kìa ta. Này hả dơ lắm, cạn nước quá lặt lè kìa, nằm nga nằm nửa rồi. To lắm, to lắm. Nè không, cái con ngày xưa của thằng Tiến giờ còn không ta. Chết rồi. Con hồi xưa nó dài. Ủa sao con này cũng còn dài phút nè. Có con chục cái trong tiếng vậy. Bình lạng với gì đó. Bố ơi, bỏ nước đi bố ơi. Để cho thằng nó nằm nữa kìa. Nằm nữa rồi nước còn cái gì đó. Dạ. Kiếm càng quá. Đã. Bỏ vô lại. Con này nồi nào nấu cho vừa. Mà chảo nào cho nó cạp thấy thương quá nè. Nó thèm thấy tội rồi nội. Đúng ơi, thấy thương ghê luôn á. Thôi chạy xe đi. Đi ăn xu sữa. Thôi điện đi đi. Để nó thèm. Thèm thấy thương quá. Dạy đi nghe để nó thèm thấy thương. Để em bỏ lửa lạnh nha. Đâu lắm con. Cây vú sữa. Cây vú sữa cây mình trồng mình trồng. Trời ơi. Nhà bà nội nè. Tích trữ đồ quá chừng luôn. Cá ốc nữa. Hôm bữa bà nội có cho mình ốc về nhà nó cũng thiêu rồi. Đây, cây vú sữa độc nhất vô nhà. Đứa nào nó cũng chưa chảy hay còn tôi không chưa chảy xe. Con đẩy không? Rồi lấy trái cho con đẩy nha. Lấy trái cho con đẩy nha. Chịu không? Thấy con ăn anh rồi. Trời, nó quay thấy mẹ ăn nó rồi. Thấy mẹ dạ. Chạy chân chân rồi đi. Anh này anh không rành mà nói em không biết đẩy ghế. Đợi từ thế luôn. Ủa chồng chưa rồi, chưa tới ai thoại qua. Thôi trời đẩy em, nó cũng đang tập đẩy á đó. Đẩy ra rồi. Năm nó không xách nha, không xách gì cả đi mèo. Ăn luôn đi. Để nhà bà nội ăn. Thôi nhà bà nội không lấy nhiều đâu. Nhiều ai rồi ăn. Vậy. Bịch xài. Bịch xài coi nội dậu. Cho mày luôn đi. Ngon nhưng mà đều phải ấy chứ còn nếu không thì đánh mềm. Nó mềm ăn không thích được. Để ở đây không có ai đâu ăn. Nó đâu có chua dữ đâu. Củ xăm. Củ gì vậy? Xăm đắt. Xăm đắt. Đây không còn nha. Tốt quá vậy. Còn ăn đi. Lấy cái củ ăn kiểu không ăn ấy. Ăn cống vậy hả? Củ ăn cái này nó sao mỗi lượng ngon má. Sực má nấu mất mỗi bữa. Củ sen. Ủa ta ta vô sữa còn năm ngon ghê. Ta sữa ăn ghê. Chứ giờ ái chế sữa. Nó trồng mấy năm được trái. Nãy giờ ăn xoài nó ngọt, sợ ăn này nó không ngọt anh. Rồi người biết ăn cho biết mùi vô sữa. Sữa nhà nè. Mi con ăn miếng này nè. Không ăn nào nó có ăn. Có chết một ăn. Rồi có nghe
Mình cũng lấy một miếng mình thử nha các bạn. Nó ngọt nhẹ chứ không có ngọt nhiều. Với lại mình mới ăn xoài á, cho nên bây giờ ăn nghe nó không có ngọt lắm. Cười. Ở đâu thôi cái năm về cái tiêu ba thăm chín chứ không phải về bữa đó cái bình chín không nữa. Được rồi, chín rồi. Vậy là vừa rồi. Em nó chín nữa đó. Ăn thử củ đó đi. Anh lại không rồi ăn. Củ đó ế nha. Đó, thử coi nghe nào chưa ăn không? Dạ. Được không anh? Được. Đặng đưa đặng mấy củ đặng. Ba. Nó nghe cái mùi xanh. Này của chị hai. Ôi em nặng cục chứ nhiêu. Giòn giòn ngọt ngọt. Đó là tôi lấy tôi không được. Con chó ăn. Ừ. Nhỏ ăn sữa vậy rồi, ăn sữa ghê luôn. Cho nó ăn dứa, cho nó ăn dứa. Có cục vàng ăn dứa chứ. À, nó cũng ăn mấy chị. Nó sồn quá nó chó nó không ăn mày. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Mấy mấy hết đẹp trai đi qua đây. Rồi, rinh đi một tên nè. Em bào đại à. Thôi bây giờ mình tranh thủ dọn ăn. Cho xấu xí à, khỏi gì đâu hết ở nhà. Chị hai khoái chơi với em mèo nè. Ăn lắc chưa xuống kìa, đòi ăn nữa rồi ha. Bởi vậy đó học mà không dám cắt mà. Chị với Quỳnh em. À, đây á. Cảm ơn bác hai. Bác ba đang cắt tóc. Kệ anh chút tắm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi ăn chiều cùng với các anh chị trong nhà nha. Rồi. Đây đây rồi ba. Khỏe. Rồi kiếm chén đũa nội ơi. Đây. Cho mỗi bên cái chén xương đi. Lấy chén xương lấy chén đũa. Thằng này nói hay không nghe. Bây giờ dùng cái máy nè. Bây giờ dùng cái máy nha con. Tu, lu. Ăn gì không vô thì kêu ốc nha. Nội giờ bà nội. Bà ngồi đi kìa. Thôi để mang ra mày làm đi. Bây giờ mình không đây.
coi giờ cũng đông quá ha. Còn tí không rồi hả? Nhặt mới chừng hết nhặt đi không có canh cái trà. Ba nó giờ nằm cho ba nó lúc ra. Còn ảnh nữa. Ảnh cho nó qua nó ăn. Thấy chưa ba? Không có ăn. Mẹ ngồi ăn luôn mẹ. Ba đâu rồi? Lấy cái móc cho nó dặn cái ta. Không dính chưa mẹ? Không dính chưa? Dính rồi. Không khó mẹ nó ăn gì đâu, nó ăn là con dính luôn. Con dính lại cái bát vô đó. Thấy gì cũng như món hả giờ má thấy hắn ghé bực mới đâu má trong nồi á trong nồi vậy nè mà nói tiếp nè con hai người chồng biết ai hay có hai người chết hai bên nó bên ngon không không nghe không nghe. Nhiều.
1 tuổi rồi. Ngày xưa là như
chờ ra bút là bằng này là đi đi nhà trẻ 1 tuổi. Rồi nó hát xuống thì sợ luôn mày ơi. Còn mà này nó biết đi chưa nghe? Dạ chưa. Nó biết rất chậm. Lấy bút này ngày xưa nhà chị là lúc đó là nó đi đi thạo mà. À, đúng 1 tuổi, gần 1 tuổi là nó đi nhà trẻ. Biết đi sớm. Đi sớm thì từ lúc đi sớm là đỡ cần sớm. Ui, giờ hai chân nó đau. Ừ. Thôi em cũng biết đi sớm. Đi sớm được lắm. Ban ngày ngủ hoài. Người ta chờ đợi vô cái ra ngoài. Ban ngày ngủ bên đêm ngủ ra ngoài được. Ban đêm có ngoài không? Ban đêm cho ngoài. Đêm cho giữa nhà. Cái nhà thấy ta đang vui lẻ ra chơi. Mẹ nè. Chị ơi. Này quay cái nét kia không? Chốc vô cho mèo đó, vô cho mèo. Cho mèo đâu? Bờ dân ngủ 2 tiếng thôi. Bé này ngủ nhiều nè, đó mất cánh chân ha, con bé này đó. Năm được không ta? Được. Bé nhỏ là thiếu nhỏ. Bé tiêu rồi nha. Có gan. À, thấy đây có rồi nó ăn xong nó mất. Được 4 cái à, trên dưới kìa, biết sao không có không? Không. Cái hai cái trên hai cái dưới đều nhau. Bé con bé kìa, nó nhảy kìa. Chương trình của mình đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.